story. Nó như thế này. Wow, đẹp thế. Đây như thế này chị ạ. Rồi chúng ta đi. Thác Bạc Sapa, Lào Cai.
Mày lên kia nghỉ đi Bằng ơi. Mày lên kia nghỉ đi, anh tan nghiệp rồi. Thác Bạc Sapa. Ok. Nhưng mà lại có cái xanh này. Anh cho là bắt sắp thay. Anh cho là bắt sắp thay.